Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Vườn Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành những phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2019. Mình sẽ giới thiệu với anh chị một sản phẩm mang thương hiệu Stanley. Đó chính là cái thùng đựng đồ nghề Stanley được sản xuất tại Israel với cái tiêu chuẩn khá là tốt để mình có thể đựng đồ nghề, mình xách đi, mình làm việc. Cái khóa làm rất là chắc chắn, chuẩn IP kháng nước 53 và nó hay chịu lực xách được tới 30kg tối đa, vừa đè hoặc là vừa nhấc lên. Đối với cái chuẩn kháng nước này thì nếu mà mình đựng đồ nghề điện tử, chúng ta bỏ cái những cái cục hút ẩm xong mình gà lại thôi thì nó sẽ khá là khô ráo thoáng mát, chống những cái phần ẩm từ bên ngoài xâm nhập vào bên trong. Thùng này thì kích thước của nó là 58 x 30.8 và x 26.9 cm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chi tiết về cái thùng Stanley sản xuất tại Israel. Giá bán là 930.000 đồng một thùng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi đầu tiên mình xin nhắc lại cái thông số kỹ thuật của thùng: 58 x 30.8 x 26.9, 26.9 tức là chiều cao của nó. Đây là mình xem xong qua sơ qua cái diện mạo của thùng. Rất là đẹp và rất là chắc chắn. Rồi, sẽ mở nắp để chị xem cái quai mà để nó giữ cái ngàm của cái thùng, nó rất là cứng và dày. Ở ngoài ra nó còn làm cho mình thêm hai cái lỗ sọt qua để chúng ta móc cái ổ khóa để mình khóa lại bảo vệ đồ nghề. Rồi sẽ mở lên cho mình xem. Thì thùng này nó cho mình thêm cái ngăn phụ để chúng ta bỏ những cái đồ linh tinh đây, mình xách mình đi làm. Rồi. Mình có thể để bên đây được hoặc bên đây được, đều được hết. Thùng này khá là to và nó không có nhiều cái ngăn chồng lên, nhưng mà mình đựng rất là nhiều đồ nè, những cái dụng cụ cần thiết. Giờ mình sẽ xem từ trên xuống dưới. Đây là từ trên xuống dưới đây, cái nắp trên của nó làm cái định hình rất là cứng và chắc. Đây là cái ngăn phụ, có thể để bên phải được hoặc để bên trái được. Còn lại thì nó là rỗng, mình có thể đựng rất là nhiều đồ ở trong đây. Và đây chính là cái thùng đồ nghề Stanley sản xuất tại Israel. Kích thước 58, 30, 26, 9 được sản xuất tại Israel luôn. 58, 30.8, 26, 9 này được sản xuất tại Israel. Anh chị có nhu cầu thì xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 0823978258 hoặc truy cập vào website shoptool.com.vn hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Thùng đồ ngày này với giá bán là 930.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.